Xin kính chào các thầy cô. Rất nhiều thầy cô đã đăng ký để thầy Phương hỗ trợ các thầy cô có thể có được một cái tài khoản email đuôi giáo dục là a.xdata để lưu trữ dữ liệu. Thì đây là một cái tài khoản rất là tuyệt vời, bởi vì với cái tài khoản này các thầy cô có thể giữ lưu trữ được 100 GB dữ liệu trong vòng 5 năm. Và chúng ta được dùng nó để đăng ký sử dụng Zoom, gỡ bỏ giới hạn 40 phút cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Và đặc biệt một cái tính năng hữu ích nữa, nó là được sử dụng Google Meet có chức năng nâng cao và sử dụng Canva phiên bản giáo dục. Tức là Canva phiên bản giáo dục đó là một cái phần mềm Canva để thiết kế hình ảnh, video, vân vân, và nó có tính năng hệt như là cái phiên bản là Pro. Như vậy thì làm thế nào để có thể đăng ký được tất cả những thứ đó, đúng không? Chúng ta cùng theo dõi video sau đây. Thì sau khi các thầy cô đăng ký tài khoản thì Phương sẽ gửi cho các thầy cô lại cái mail của mình. Cấu trúc của mail nó sẽ là tên của thầy cô a.xdata.edu.vn. Vậy thì khi có tài khoản này thì thầy Phương sẽ lần lượt giới thiệu qua các thầy cô cái cách để chúng ta có thể là đăng ký Zoom này, bỏ giới hạn như thế nào, sử dụng Meet và Canva giáo dục như thế nào. Ok. Thì trước hết là để sử dụng Zoom đi, thì các thầy cô sẽ mở cái trang là zoom.us. Và sau đó thì mình bấm vào là sign up is free, chọn ngày tháng năm sinh. Cái ngày này nhớ là gì, các thầy cô phải chọn cái ngày nào mà nó khoảng tầm độ năm 8x gì đó nhé. Thực ra là mình lấy ngày nào được, nhưng mà nên lấy chọn năm 8x, bởi vì trẻ quá nó không cho chúng ta sử dụng. Chúng ta bấm vào continue 8x, 7x, đúng không? Sau đó thì chúng ta nhập cái địa chỉ email xdata của mình vào đây. Thế thì vừa rồi chúng ta được cấp cái tài khoản email này, thì cô có thể copy và chúng ta dán nó vào trong này. Bấm vào save. Thì nó sẽ gửi cho mình một cái email đến cái tài khoản này để kích hoạt các cái thông tin này. Thì thầy cô sẽ mở mail lên. Ví dụ nếu mình có mail sẵn rồi thì bấm vào đây, bấm vào thêm một tài khoản khác. Và mình sẽ dán cái tài khoản, nhập cái tài khoản mail mà mình vừa được cấp vào đây. Bấm tiếp theo. Chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu được cái Phương gửi cho thầy cô ạ. Đây là lần đầu tiên chúng ta đăng nhập thì nó yêu cầu là mình phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bấm đồng ý. Và mình sẽ tạo ra một cái mật khẩu mới, một cái mật khẩu mới cho mình. Xong rồi thì nhớ nhập hai mật khẩu này để chính xác nhau. Đấy, bấm đổi mật khẩu. Và chúng ta có cái này, và chúng ta sẽ nhìn thấy là trong mail của mình ấy, nó sẽ Zoom nó gửi cho mình một cái email. Chúng ta mở cái mail này lên. Đấy, chúng ta bấm vào Activate Account để kích hoạt tài khoản Zoom. Sau đó thì chúng ta sẽ điền lại thông tin của mình. Password, các thầy cô nhập cái password của mình vào. Phần mật khẩu này các thầy cô sẽ phải nhập một cái mật khẩu có gồm chữ viết hoa, viết thường, ký tự đặc biệt. Và đặc biệt cái chỗ này, thì chúng ta muốn bỏ được giới hạn 40 phút thì chúng ta bấm vào Yes. Và đánh các dấu tích này vào. Đánh hết các dấu tích ở trong này vào nhé. Các thầy cô nhớ chỗ này nhé. Đấy. Bắt buộc phải đánh dấu tích vào đây thì chúng ta mới gỡ bỏ được giới hạn 40 phút đấy. Chúng ta bấm vào đây, bấm Continue. Sau đó nó hỏi cái này, nó ý của mình nó là muốn mình có muốn mời bạn bè không, đúng không? Bấm vào Skip this step để bỏ qua. Đấy. Xong rồi đấy. Ok. Thì các thầy cô bấm vào Go to my account này có thể nhìn được cái tài khoản của mình, profile. Đây, đó là đã được gỡ bỏ thời hạn 40 phút. Xong, như vậy là chúng ta đã đăng ký xong vấn đề là dùng Zoom để gỡ bỏ thời hạn. Ok, còn một cái tuyệt vời nữa với tài khoản này là các thầy cô có thể đăng ký tài khoản Canva giáo dục. Đấy, nó giống như một tài khoản Canva Pro mà trị giá là hàng triệu năm đấy ạ. Thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nó như này. Chúng ta vào Google gõ chữ, các thầy cô mở Google lên và gõ Canva giáo dục nhé, Canva giáo dục. Đấy. Để nó ra cái trang đăng ký tài khoản Canva giáo dục, chúng ta bấm vào đây.
Rồi, ra trang này thì thầy cô bấm vào chỗ đăng ký ngay. Đăng ký ngay. Và chúng ta bấm vào cái chỗ là sign up with email. Nha, bấm vào sign up with email của thầy cô nha. Bấm đây. Để đăng ký. Đó, mình có nhập tên của mình đây. Nhập địa chỉ email x data của chúng ta vào đây. Và nhập một cái password. Đó, chúng ta nhập password này. Đó, chúng ta bấm vào get started is free này. Nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã code. Đó, chúng ta phải mở mail ra để xem cái mã đấy là gì nhá. Và chúng ta nhập vào đây. Nó về đây. Đây mã code được Canva gửi đây. Đó, là cái dòng code này, chúng ta copy nó này, bôi đen nó. Bấm nháy đúp chuột vào đây nó tự bôi đen sang đây. Copy. Nó sẽ bấm vào copy và sau đó thì mình có thể mở quay trở lại cái này. Dán vào đây. Đó, bấm vào đăng. Như vậy là chúng ta đăng ký xong. Và nó sẽ chào mừng bạn đến với Canva giáo dục. Các thầy cô hiểu điều này là gì không? Chúng ta có một tài khoản Canva. Đấy, đầy đủ các tính năng như là một cái tài khoản Canva Pro mà người ta phải trả rất là nhiều tiền hàng tháng. Thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái tài khoản này để các thầy cô có thể sử dụng các cái thiết kế nha. Các thầy cô khi mà vào trong này, các thầy cô sẽ mở các cái template này để xem xét các cái thiết kế như này. Thì 100% chúng ta có thể, nó có rất nhiều thứ liên quan đến giáo dục để các thầy cô thiết kế những cái trang trí cho lớp học cực kỳ đẹp như thế này. Đấy, và bây giờ chúng ta có thể sử dụng nó hoàn toàn free. Free thưa các thầy cô. Nếu mà mua tài khoản Canva Pro là thầy Phương cũng không nhớ đâu đó, nhưng mà cũng phải khá là nhiều tiền ạ. Và thầy cô vào Canva thì nhìn thử giá của nó thì sẽ biết. Nhưng ở đây tất cả các thiết kế này thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng được. Hoàn toàn free nha, hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại được từng cái mẫu này. Và sau khi chỉnh sửa cái mẫu này xong thì chúng ta có thể sử dụng và download về. Đấy, sửa những dòng chữ này đi, bấm vào download về. Các thầy cô thấy không có một hạn chế nào cả. Đó, thì tuyệt vời. Chúc mừng các thầy cô. Hơn nữa thì nếu ai mà dạy học bằng Google Meet nha, Google Meet mà sử dụng cái tài khoản này thì chúng ta còn phát hiện được một điều tuyệt vời nữa của cái tài khoản này. Đó là nếu mà chúng ta sử dụng Meet để dạy học, nó có thêm một tính năng gọi là tính năng bảo mật nâng cao. Đây, vô cùng hay để chúng ta dạy học. Đây, thầy cô nhìn là nếu mà Meet bình thường nó không có tính năng giơ tay. Thấy chưa? Và đặc biệt là không có cái tính năng bảo mật này. Đấy, bảo mật này là có thể là đây mình sẽ chuột phải để dịch sang tiếng Việt thì cô nhìn nhé, là nó sẽ tắt cái chức năng như là phòng chờ này. Khi bị tắt thì tất cả những người không được mời phải yêu cầu tham gia. Rồi tắt chức năng chia sẻ màn hình, tắt chức năng gửi tin nhắn trong lúc dạy. Ok, tính năng giơ tay và rất nhiều những cái tuyệt vời nữa. Thầy cô hãy khai thác tối đa hiệu quả của phần mềm này. Đấy, thì phần mềm này, cái tài khoản email này, thì cô nào muốn đăng ký thì hãy bấm vào đường link ở bên dưới phần mô tả của video có thông tin đầy đủ để các thầy cô có thể đăng ký được tài khoản này. Thầy Phương xin chúc mừng những thầy cô đã sở hữu nó và hãy khai thác hết tính năng của nó để mang đến những điều tuyệt vời nhất cho công việc của mình. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các thầy cô.